Đồng Quốc Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 20 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang quay bộ thực quý hương với kích thước 34 x 1m18, và ông Đức chưa quay phim à? Đây là bộ tranh thực quý bằng gỗ hương đá được đục chạm tinh xảo và kênh bong với cái tiêu chuẩn mà như chúng tôi đã từng giới thiệu trước đây, là nếu quý vị cảm thấy cứ như là dán gắn vào thì mới là đạt yêu cầu. Nhưng thực chất ra là đây là đục kênh bong, tức là hoàn toàn liền ở trong tấm gỗ. Và đây là đục dùng cái kỹ thuật tài hoa của người thợ, là đục kênh bong và móc ra để còn lại các cái hình thể như thế này. Thì bốn tấm thì tượng trưng cho bốn mùa là tùng, cúc, trúc, mai. Đấy là nói vần như thế thôi, thực ra phải là mai, trúc, cúc, tùng. Tức là mai tượng trưng cho mùa xuân, trúc tượng trưng cho mùa hạ, thu là mùa cúc là mùa thu, và tùng là mùa đông. Thì cái này, bộ tranh này là tứ quý hay còn gọi là tứ quân tử, bởi vì trong mỗi một mùa đó thì là những loài cây khác thì có thể là tàn hoặc héo, nhưng mà bốn cái loài hoa này là rực rỡ. Đây tôi đang lia từ từ đi, và để chứng minh cho cái việc kênh bong thì hôm nay, lần trước tôi có dùng một chiếc thìa, và hôm nay là có tiện tay đi qua đi trong xưởng này, trong xưởng mọi người vẫn đang làm bình thường đây, thì tiện tay là tôi với cái cờ lê này, đây quý vị nhìn thấy đây, nó cái cờ lê nó chui cả vào bên trong hàng đây. Thậm chí chui tít cả bên trong rồi đây. Đây gọi là kỹ thuật kênh bong. Đây là bước thứ nhất, đây bước thứ hai là bước trúc này, với cảnh trúc cong vút đây, và với cái cuộn cành nhỏ tăm lên đây. Và bây giờ là bước cúc cũng thế, kênh bong này chùi rúc vào đây. Và đây là bức tùng. Và tất nhiên với những cái đường nét rất là tinh xảo này thì khách rất là hài lòng. Tuy nhiên là khách cũng có một cái điều lo lắng, là không biết là sau này bụi bặm vào thì lau như thế nào, bởi vì rất là lo. Bởi vì với những cái mỏ chim bé tí như thế này, mọi người rất là lo khi mà động chạm vào. Thế chúng tôi cũng báo cáo luôn là cái này là không dùng rẻ để lau, mà thường là quý vị là có thể có một cái thiết bị thổi giống như thổi tóc, hoặc là mạnh hơn, thổi một cái là hết bụi luôn. Cái trường thứ hai nữa là nếu mà lâu thì chúng ta có thể là vì cái này nhấc xuống được, từng cái nhấc xuống và dùng cái vòi xịt nước ở toilet là chúng ta xì một cái là trôi sạch bụi luôn, bởi vì ở đây đã được sơn PU trong vắt và rất là trơn nhẵn rồi, cho nên cái việc vệ sinh nó rất là dễ dàng. Bây giờ tôi đứng nghiêng để quý vị nhìn thấy cái độ kênh bong của nó. Cái gì đấy? Như vậy là đã giới thiệu tương đối đầy đủ, và sau này quý vị cứ nhắc đến là bộ tứ quý ngày 20 tháng 6 năm 2016 là tôi sẽ nhớ ra ngay, hoặc là truy cập vào đồng hồ Đức Hiền .com và liên lạc với kỹ sư theo số điện thoại 0984 666 999. Tôi đã đang có điện thoại rồi. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.